một đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị cơ quan chức năng triệt phá, hé lộ mạng lưới tội phạm phức tạp với sự tham gia của nhiều đối tượng trên cả nước. Từ việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng đến giao dịch tiền điện tử phục vụ các tổ chức lừa đảo nước ngoài, nhóm tội phạm này đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng và tạo nên những hành vi táo tợn, thách thức pháp luật. Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh về an ninh tài chính và trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân trong thời đại số. Ngày 19 tháng 11, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố 9 bị can với nhiều tội danh liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán và thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền và chiếm giữ tài sản trái phép. Vụ án phức tạp này kéo dài từ năm 2022 đến giữa năm 2023, phơi bày một mạng lưới tội phạm tinh vi với sự tham gia của nhiều đối tượng ở các tỉnh thành khác nhau, liên kết chặt chẽ với các tổ chức lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài. Các bị can trong vụ án bao gồm Phạm Văn Nghĩa, Nguyễn Phú Yên, Ngọc Tuấn Anh, Vương Thị Thanh Hoa, Ngô Xuân Phương, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Trang Minh Thư, Phạm Minh Đức và Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Mỗi người đóng một vai trò khác nhau trong đường dây này. Hai đối tượng chủ chốt, Phạm Văn Nghĩa và Nguyễn Phú Yên, chịu trách nhiệm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và hỗ trợ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó, các đối tượng khác như Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Thanh Hoa tham gia rửa tiền thông qua giao dịch tiền điện tử. Theo điều tra, từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, Nguyễn Phú Yên đã mở 9 tài khoản ngân hàng và mua thêm 55 tài khoản từ nhiều người khác với giá từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng mỗi tài khoản. Sau đó, Yên bán lại số tài khoản này cho Phạm Văn Nghĩa với giá cao hơn, hưởng lợi khoảng 25 triệu đồng. Phạm Văn Nghĩa tiếp tục bán các tài khoản cho những đối tượng lừa đảo qua không gian mạng tại Campuchia. Các tài khoản ngân hàng này được sử dụng để nhận tiền từ hoạt động lừa đảo, tạo thành một mắt xích quan trọng trong đường dây. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng yêu cầu chủ tài khoản rút toàn bộ tiền trong tài khoản và giao lại cho chúng. Trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 5 năm 2023, các chủ tài khoản đã rút gần 3 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được giao lại cho Nghĩa để chuyển sang các giao dịch khác. Ngoài ra, Nghĩa và Yên còn giúp sức chuyển gần 9 tỷ đồng từ các hoạt động lừa đảo vào tài khoản của Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Thanh Hoa. Số tiền này tiếp tục được sử dụng để mua tiền điện tử, sau đó chuyển qua một tài khoản của một đối tượng người Trung Quốc. Ngô Xuân Phương, một mắt xích khác trong đường dây, đã thu thập trái phép hơn 360 tài khoản ngân hàng từ nhiều người khác nhau để thực hiện các giao dịch rửa tiền và mua bán tiền điện tử. Nguyễn Thị Huyền Trang cũng tham gia vào hoạt động này bằng cách đăng ký mở và giao trái phép 41 tài khoản ngân hàng cho Phương. Những tài khoản này là công cụ đắc lực giúp nhóm đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật mà không để lại dấu vết trực tiếp. Trong quá trình giao dịch tiền điện tử, Vương Thị Thanh Hoa đã vô tình chuyển nhầm hơn 350 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Trang Minh Thư. Tuy nhiên, Thư không trả lại số tiền này mà chiếm giữ để sử dụng cá nhân. Đây là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bổ sung thêm yếu tố phức tạp cho vụ án. Hiện nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã phong tỏa 12 tài khoản liên quan với số dư hơn 1 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục truy vết dòng tiền để làm rõ các giao dịch đáng ngờ. Công tác điều tra đang tập trung xác minh nguồn gốc dòng tiền và mối liên hệ giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Vụ án không chỉ cho thấy mức độ tinh vi của các đối tượng, mà còn cảnh báo về nguy cơ từ việc lạm dụng công nghệ để thực hiện các hành vi phạm pháp. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng sự cả tin và thiếu hiểu biết của người dân để thu thập thông tin tài khoản ngân hàng, tạo nên mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia. Nhiều người đã vô tình tiếp tay cho hành vi phạm tội khi bán thông tin tài khoản ngân hàng của mình mà không biết rằng việc này có thể khiến họ đối mặt với rủi ro pháp lý nghiêm trọng.